Thì chứng khoán đang giảm mạnh do nhà đầu tư sợ về COVID-19. Thế có cách nào để thu hút nhà đầu tư vào IPO sắp tới hay không? Anh Trường chia sẻ thêm về market mechanism như thế nào? Rồi, ok. Trả lời nhanh câu này thành hai ý thôi. Thứ nhất là thu hút nhà đầu tư vào IPO á, thì thực ra là nhà đầu tư họ vẫn cần những cái miếng mồi ngon, cần những sản phẩm tốt. Thành ra là nếu mà sản phẩm của bạn thực sự tốt thì đừng có lo lắng quá về mặt cái việc thu hút nhà đầu tư vào IPO. Mà tương tự như vậy á, cái ý số 2 là về market mechanism á, thì nếu mà mình đã có thực sự công ty mình tốt rồi thì cái market mechanism á, thì mình sẽ ngồi làm forecasting, làm research xem thử là cái thị trường á, nó có thể chấp nhận cái chi trả của mình như thế nào, chứ không phải dựa trên những cái phần cơ sở của mình nha. Nhưng mà không có việc là mình không không phải là cái việc là mình bỏ qua cái bước số 2 là cái bước về valuation. Thành ra ở đây á, cái market mechanism ở đây các bạn có thể xem thế là à, mình sẽ benchmark ví dụ như công ty của mình so với là công ty ở Mỹ đi. Thì công ty ở Mỹ khi mà họ IPO ra thì cái benchmarking đó, cái quy đổi tương đương của mình so với ở Mỹ đó, nó sẽ như thế nào. Nếu mà hồi xưa các công ty đó ra mà nó chào sau 10 lần so với là cái giá trị vốn hóa, thì mình ở đây mình có thể cân nhắc là à, nó chào 10 lần mà nó không bán được, thì mình xem thử là mình chào 10 lần so với lại Việt Nam mình có bán được không. Đó là một cái kỹ thuật về về benchmarking. Cái số 2 ấy, là mình nhìn xem cái thị trường mình đang đi ra. Mình lưu ý một tí là trong việc mà cái việc mà làm cái capital hay là market đó, là lúc mà mình phân tích cái why của doanh nghiệp đó, mình phải làm việc này. Và thứ hai là câu nãy anh Trung trả lời rất là hay, là cái việc mà chiến lược lên upcom hay lên hosea đó, đây là chiến lược trong IPO nha, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu nha. Và có nhiều doanh nghiệp đó, họ chỉ nằm chờ upcom thôi, nên là nãy có bạn nào hỏi là vì sao nằm chờ upcom á, là nằm chờ ở đó thôi. Thì tương tự như vậy á, là lúc mà bạn lên cái market mechanism á, mình phải coi về mặt chiến lược của mình. Lúc này mình sẽ coi thấy là à, nếu mà mình ra mình làm, có những doanh nghiệp á, mà mình bán giá thấp quá, họ sẽ coi thể là cái công ty của mình, cái ngành mình nó không ngon, nó không có luxury, nó không có sang chảnh. Nên là các bạn sẽ để ý là có những cái doanh nghiệp họ khi IPO lần đầu á, họ cho giá rất là cao, để coi thử cái market mechanism nó phản ứng với mình lại như thế nào, và thực sự lúc đó mình coi thì mình có sang chảnh hay không. Thành ra quay về lại á, khi mà bạn phân tích cái phần về market á, nó có một số cái kỹ thuật như mình nói về benchmarking, về so sánh chuẩn hóa, về mặc định, về chiến lược của mình, về mặt so sánh cái thị trường của mình và so sánh với cái vốn hóa của mình.